Xin kính chào quý vị và các bạn. Thứ sáu miền Trung sẽ đều ít mây và nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở đây là từ 35 cho đến 38 độ. Thậm chí là tại Thừa Thiên Huế và Phú Yên, nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Cảm giác nóng rõ kéo dài 6 tiếng, từ 11 giờ cho đến 17 giờ. Bình Định dự báo trong cả 3 ngày tới đều là trạng thái ít mây và nắng mạnh. Có những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ. Tối và đêm là từ 30 đến 31 độ. Tại đây, cánh đồng quạt gió rộng 122 ha nổi tiếng ở huyện Phù Cát là một trong những điểm đến rất hấp dẫn du khách tới tham quan và chụp ảnh. Với những chiếc quạt khổng lồ như thế này, khung cảnh nơi đây trong bình minh hay hoàng hôn đều tuyệt đẹp và nên thơ. Nếu có lịch trình khám phá Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày thứ 6, thì quý vị cần lưu ý về chiều tối trời sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to, thậm chí có những nơi mưa rất to, trong cơn dông tiềm ẩn với tố lốc và gió giật nguy hiểm. Tại Cần Thơ, trong cả 3 ngày tới thì thời tiết đều chủ đạo là nắng, thuận lợi cho các kế hoạch vui chơi, du lịch ngoài trời. Nhiệt độ ban ngày là từ 32 cho đến 34 độ. Mưa xảy ra vài nơi về chiều tối nhưng không đáng kể. Tối và đêm mức nhiệt ở đây là từ 25 cho đến 26 độ. Thung lũng Nậm Cang, Lào Cai là một trong những điểm đến hấp dẫn với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nét văn hóa đậm đà bản sắc của hai dân tộc Mông và Dao. Nơi đây được bao quanh bởi núi rừng, tạo nên không gian yên bình cho du khách nghỉ ngơi và thư giãn. Thời tiết trong cả 3 ngày tới thì thời gian lý tưởng để có thể tận hưởng được trọn vẹn khung cảnh nơi đây là vào ngày Chủ nhật khi mà trời tạnh ráo và có nắng. Dưới cái nắng vàng thì những thửa ruộng bậc thang lại càng thêm quyến rũ. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.